Vâng, em Edo xin mến chào tuần bác nha. Thì liên tục các lô hàng về các bạn. Và trong sáng hôm nay thì chúng em đang dọn cái lô loa B3 HF101 đây. Bao giá tốt nhất thị trường Việt Nam. Những cặp loa đẹp như ngày hôm nay mình đang chào bán đáo báo luôn cho bác này. Giá ngã ngửa này. Giá chỉ bằng một đô la làm các bác nhá. Mở cái dòng này thì tiếng cực kỳ phê luôn, ba đường tiếng các bạn. Gồm hai trung, hai chép và một bát. Đấy, cặp B3 HF101. 101 cực kỳ xịn sò nhá. Giá 4 triệu rưỡi một đôi. Thế chưa đang bán khoảng 5 triệu rưỡi, 6 triệu tùy lời bán, nếu mình bán 4 triệu rưỡi. Ở đây thì nhà hình em sẽ quay riêng về một đôi đô la này. Thì bên trong đây thì em Minh đang thông báo các anh em thì hàng về đây ạ. Loa Auto Plan này, về nó đồng thùng gỗ, những bác nào mời gu gồm một gỗ ấy thì bác lấy đôi này, có này từ 19 coi 76 này. Rất đẹp luôn, em phải bọc về, chuyển về bọc nhá. Loa Dennett này. Dennett à, DP11225 mã, đời cao nhất của Dennett. Đấy. Nó lên nét này. Nó phải làm nhà hàng về chật khó rồi, tí em phải tời lên. Đẩy thì đã về đủ nhau nhá. Ngày mai em sẽ quay, chiều nay hoặc ngày mai em sẽ quay đẩy. Đấy, xếp cho bác biết 4 chồng đẩy. Chỗ này hơn 70 con đẩy. Đây. Đây một chồng nhá. Đây chồng đây. Mỗi chồng này 20 con thôi nhá. Chồng đẩy của sử dụng CBOTIC và TD500, con này sử dụng mạch class TD nhá. Và bên dưới thì cũng sử dụng máy cá TD. Con này thì LA Group Pen. Con này thì đắt tiền hơn chút, nhưng mà so với giá thị trường em sẽ bán giá tốt nhất cho anh em chơi. Con này thì em nhân vào chắc khoảng độ bán khoảng hơn 3 triệu tí thôi. Thị trường đang bán khoảng 4 triệu rưỡi 5 triệu, em bán khoảng hơn 3 triệu. Các bác thích thì bác gọi em trước được. Vì hôm nay em quay một clip em nhá hình, thông báo anh em trên kênh. Cứ hàng về liên tục, có những mã này thì em chắc không quay được kịp đâu. Hàng về liên tục, các mã hàng phục vụ anh em chơi. Các bác đến với Hiếu Minh Auto thì mã nào em cũng có, gần như thị trường gần như full mã mà. Hàng bãi cũng vậy, mà hàng mới thì full mã tất cả luôn, còn nó hàng bãi thì có những lô hết. Như hôm qua lô BB này bán hết sạch luôn các bác ơi. Hôm nay tiếp tục lên các lô các bác tiếp theo, và nhất là lô là B3 này. Thì trong buổi sáng hôm nay thì em đang dọn đây. Dọn kiểm tra thì lô này về đẹp quá các bạn. Như lợn con xếp tung nhúc này. Giá 4.500.000 đồng đôi các bác nhá. Đấy, mình nhá hình thông báo anh em trên kênh. Những bác nào có nhu cầu những cặp loa bãi chất lượng cao, hay những bác nào có nhu cầu nâng cấp đổi các thì liên hệ đơn vị Auto. Thì bên em hỗ trợ cái giá 4 triệu rưỡi này, em cũng hỗ trợ anh em nâng đời. Ok chưa? Tuyệt vời chưa ạ? Em thật sự các bác mua những đô la này, ví dụ 4 triệu rưỡi đây, các bác chơi chán chê 1-2 năm nữa thì nó còn hao bao nhiêu ạ? Nó hao không bao nhiêu cả. Các bác cứ cầm đến cửa hàng em thâu lại hết cho các bác. Đấy, thực sự là em, tại sao mà em nhập được nhiều hàng này thì thứ nhất là chính sách mình tốt, cái thứ hai là bán ra mức giá tốt, hỗ trợ các bác tốt, nên là rất nhiều các bác hài lòng cũng như ủng hộ đơn vị em, và bản thân em sẽ cố gắng nhất nhập những lô lớn. Nếu thì nhập muốn được giá tốt là phải nhập lô to các nhá, lô to thì mới giá tốt được, chứ vài đôi thì các bác đừng hỏi tại sao các đơn vị khác anh em bán 5.5-6 triệu có nguyên nhân, vụ anh em sang tay thợ thì mình cũng cộng công mấy ít tí ti gửi sang thì anh em phải bán có lời hơn. Thì phải, tất nhiên phải đội lên rồi. Đấy, chỉ đơn giản thế thôi. Và em áp lực hàng là hàng em về nhiều. Đây là những bác nào mua lẻ bên em thì rất là hợp lý luôn. Nghe bác mua thợ thì không nói. Còn nếu mua lẻ ấy, thì là so với các đơn vị khác là rất là hợp lý. Thì là tính em ấy là hàng về nhiều là áp lực ra hàng nhiều. Nên em bán giá tốt luôn. Chỉ đơn giản thế thôi. 4.500.000 đồng đôi thôi nhá. 4.500.000 bây giờ các bác mua nhé. Không mua lỗi cái đôi loa BB450C. Nhưng em nói thật đấy, cái đôi B3 HF101 này 450C á, em không nói quá sách dép các nhá. 450C ăn làm sao đôi B3 HF101 này được. Bố bác mua đôi BB bây giờ bản thân nhà em đang bán, hoặc là thị trường đang bán phải hơn 5 triệu đúng không ạ? Cái đôi này trước em bán là hơn 5 triệu. Nhưng hôm nay về số lượng nhiều, em xả cho anh em bán bằng đôi loa nằm thôi. 4 triệu rưỡi một đôi nhá. Các bác có nhu cầu thì liên hệ đơn vị Auto nhanh nhá. Số lượng nhiều, nhưng em nhiều khi hôm qua đôi lô BB đấy, các bác bảo sao quay nhiều thế, quay lên lại đã hết. Thì báo cáo ấy thì trông thế thôi, thị trường nó rất là rộng, mà em bán thì bán giá rẻ luôn, nên anh em có nhu cầu liên hệ sớm với những cặp sở hữu cho mình cặp loa zin xịn đây, và em sẽ có một review riêng đối với những cặp loa này. Và xin ái chào đến bác nhá.